Hè về là cơ hội để virus số sốt xuất huyết phát triển và lây lan mạnh mẽ. Tình trạng này cũng khiến các ca nhập viện vì số sốt xuất huyết tăng cao và có xu hướng cao hơn nữa. Tại Đồng Nai, sau khi phân tích các dữ liệu từ hệ thống dự báo mô hình số sốt xuất huyết dựa trên số liệu vệ tinh, dự án Trimos, các chuyên gia y tế thông báo số ca bệnh tại địa phương có thể lên đến 24.000 người. Demos là hệ thống tích hợp dữ liệu quan trắc từ vệ tinh và dữ liệu về thời tiết để đưa ra những cảnh báo thường quy về sốt xuất huyết. Trên nền tảng web, Dmos có thể dự báo các đợt dịch sốt xuất huyết bùng phát trước 6 tháng. Thông qua hệ thống này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có thể ước tính khả năng xảy ra và mức độ nghiêm trọng của dịch sốt xuất huyết để chủ động hơn trong việc đưa ra những giải pháp can thiệp sớm. 24.000 ca sốt xuất huyết là số liệu dự báo trước được các chuyên gia y tế đưa ra sau khi phân tích các dữ liệu từ hệ thống dự báo mô hình sốt xuất huyết dựa trên số liệu vệ tinh dự án Demos. Từ đầu năm cho đến nay, Đồng Nai đã có hơn 5.100 ca mắc sốt xuất huyết. Ngành y tế lo ngại sốt xuất huyết tại Đồng Nai sẽ trở thành dịch lớn trong năm nay. Việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết trong thời điểm này là rất quan trọng nhằm ngăn chặn bùng phát dịch. Biện pháp phòng dịch hữu hiệu nhất vẫn là không có lan quang, không có mũi thì không có sốt xuất huyết. Số liệu giám sát côn trùng cho thấy, chỉ số mật độ mũi DI trung bình của tỉnh tháng 6 năm 2022 là 0,23, tăng so với tháng trước 0,17 và tăng so với cùng kỳ năm ngoái 0,12. Do đó, người dân cần vệ sinh môi trường sống, chủ động diệt lan quang, phòng ngừa mũi đốt, đồng thời đến cơ sở y tế uy tín để khám, chữa bệnh khi có những biểu hiện của bệnh sốt xuất huyết.